trâu rừng. Bà con đã biết trâu rừng hết phải không bà con? Hôm nay nói chuyện với bà con về con trâu rừng, ăn thịt trâu rừng, chứ không phải trâu nhà nha bà con. Trâu rừng là ta ăn thịt nó rất là tốt bà con ạ. À. Nó rất là tốt, nó tốt cho nhiều người ăn. Nhưng mà có những trường hợp là không ăn được. Chứ không phải nó tốt là chúng ta ăn được hết đâu nha bà con. Nó tốt nhưng mà những trường hợp và những bệnh thế này là vui lòng không nên ăn thịt trâu rừng nha bà con. Bởi vì ăn thịt trâu rừng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bước, lâu khỏi, đó là những người và những bệnh thế này thì không nên ăn thịt trâu rừng. Không nên ăn thịt trâu rừng là bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, bệnh mỡ máu, sỏi thận, u xơ cổ tử cung, cao huyết áp, bệnh viêm khớp, say rượu, uống rượu, nóng trong người là vui lòng đừng ăn thịt trâu rừng bà con ơi. Nếu ăn thịt trâu rừng vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người và những bệnh thế này thì vui lòng đừng ăn trâu rừng bà con ạ. À. Đó là bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, bệnh mỡ máu, sỏi thận, u xơ cổ tử cung, cao huyết áp, bệnh viêm khớp, say say cái mà say rượu, uống cái mà uống rượu, nóng trong người là vui lòng đừng ăn trâu rừng bà con ơi. Ăn vào thì bệnh chúng ta không có gì tốt cả, mà sức khỏe thì càng ngày càng kém đi đó bà con nha. Nhưng mà trâu rừng là nó tốt vô cùng bà con ạ. À. Nó tốt cho người ăn, những người ăn trâu rừng nó tốt là nó tốt, nó giúp cho da chắc khỏe. Ăn thịt trâu rừng thì nó giúp cho da chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ đông máu, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, bổ tỵ vị, mạnh gân cốt, ít huyết. Đó bà con thấy nó tốt rõ ràng hả bà con không? Đó. Tỵ vị, mạnh gân cốt, ít huyết, tim mạch, đột quỵ, nó tốt cho chứng bệnh đột quỵ nữa đó bà con. Wow. Tăng khối lượng cơ, tăng năng lượng, tốt cho ung thư vú, tốt cho trẻ em, tốt cho người lớn tuổi, và tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, nó tốt cho ung thư tuyến tiền liệt, nó tốt cho bệnh béo cái mà béo phì, sa sút trí tuệ, khỏe mạnh, minh mẫn con người. Bà con thấy ăn thịt trâu rừng nó cũng tốt vô cùng phải không bà con? Nó tốt vô cùng đó bà con ạ. À. Cho nên bà con nhớ rằng khi ta ăn thịt trâu rừng thì nó sẽ tốt được. Nó tốt cho ta là ăn thịt trâu rừng là nó giúp da chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ đông máu, nguy cơ đột quỵ, bổ tỳ vị, mạnh gân cốt, ít huyết, tim mạch, tốt cho bệnh đột quỵ, tăng khối lượng cơ, tăng năng lượng, tăng năng lượng tốt cho ung thư vú, tốt cho trẻ em, tốt cho người lớn tuổi, ung thư tuyến tiền liệt, mỡ máu, béo phì, bà con ha, sa sút trí tuệ, tốt quá bà con, sa sút trí tuệ, và khỏe mạnh, minh cái mà minh mẫn, khỏe mạnh, minh mẫn. Nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được. Ta thấy tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu bà con. Ta không nên ăn nhiều. Bởi vì một tuần chúng ta ăn không quá 400g. Chia ra nhiều bữa ra ăn. Một tuần tính sao mà không quá 400g, chia ra nhiều bữa. Chứ không phải ăn một bữa đâu nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì nên ăn gì, uống gì, và bệnh gì nên kiêng cử gì, không nên ăn, không nên uống,
Mỗi ngày chúng tôi ra 4 video nói về sức khỏe và đạt được sống. Bà con vui lòng chia sẻ để cho mọi người được biết và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Bà con chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ bà con ơi. Chúc bà con vui, vẻ, mạnh khỏe. Xin chào.